xuống này, cắm sâu xuống này. Đúng rồi đây. Ga nó mạnh lên, đấy. Này rất là bụi đấy các bác ạ. Ga mạnh chưa? Cho số 1 cho nó khỏe đi. Xử đi là phải lắc một tí nhá. Đấy đấy, lắc một tí này. Máy lưu xuống máy do à? Sao máy lưu xuống? Máy do à? Cái do xuống chú còn đau chó nữa. Chú chó đau. 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 Nào giàu. Nào giàu hả? Nào xăng. Nào xăng ăn tiền nhiều lắm. Nơi không nổi đâu. Nơi không nổi đâu. Nào giàu. Nó có thấy ổn đây. Nay đến nhà không? Đến à? Cẩn thận nhá. Phải che lo. Con sợ nó hay. Cả lùi thì có phải lớn. Được không? Đi nhá. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thân nhân đến với trong cuộc sống. Thưa các bác, nếu mà cô bác có theo dõi được những thức phim hôm trước thì cũng đã biết rằng là tối hôm qua cháu được cùng với em Sử là di chuyển từ trên nhà xuống dưới huyện để mà mua cái máy cày cho em Sử của bác ạ. Đến hôm nay thì là cũng đem máy cày tới nhà rồi. Tuy nhiên là tại vì là mua mới cô bác ạ, cho nên là còn phải là lắp ghép. Cháu Lực là cùng em Sử lên là lắp để mà hoàn thiện cho em Sử về cái phần máy cày. Đây. Sử bảo là bà con ở trên này dùng cái loại bừa này nhiều hơn à? Hả? Không biết. Không biết à? Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đây để anh em giúp cho Sử bỏ cái dây nhá. Vâng. Mát trong đây mà ít trong ngôi lễ mà. Tại có vẻ như là vừa rồi trở xuống là dầu nó rất xuống nhau nhỉ? Vâng. Nó lát quá ấy. Kéo cái dây này. Đây đây chưa? Không này. Vâng. Em là vừa đi làm nương về à? Vâng. Rất là may là từ trên kia xuống thì có các cô ra, các cô vừa đi làm nương về cô bác để mà cùng nhau mà nhấc cái máy cày xuống nữa. Máy cày này thì cũng khá là nhẹ thôi, đâu đó tầm 40 cân thôi cô bác. Đây nhá. Dây này buộc đâu nhỉ? Đây. Dây buộc của chỗ Sử sao? Dạ, thấy thì em... Được chưa? Không được. Chưa. Buộc này có vẻ như chặt lắm. Anh cùng Sử nhấc xuống nhé. Anh cứ thế. Như là bánh này đấy.
Cho cái bánh vào đi chị. Nó ra tao thao. Cho cái bánh vào đó. Hôm qua thì cái anh bán mấy đấy các bác, bảo là đem về nhà độ tầm là để cứ để như này độ tầm 3 đến 40 phút rồi thì để mà cái dầu với lại cái nhét của nó chảy xuống hết tất cả hoàn toàn lắm. Rồi thì đến lúc đấy thì mới nổ sau. Cày là hai anh em hiện tại là vẫn chưa có lắp, thì chắc là bây giờ mới lắp được. Mất là thế à? Thế còn về cái tấm này thì lúc nào mà xử đi làm mà cái ruộng nó bùn quá, xử lắp vào nhá. Vâng. Xử lắp vào đây nhá. Vâng. Lắp vào đây. Đấy, lắp vào đây để mà mình che nó đấy. Vâng. Còn cái này thì lúc nào mà em xử cần thì em mới lắp vào, còn bây giờ thì mấy anh em gọi là khởi động để cho nó lên đó. Còn cái này là xử biết rồi chứ? Vâng, biết để đây. Cái này là biết là để đây đúng không? Đây. Cái này thì một tí nữa, nếu mà tí mình đi cày rồi thì mình sẽ để sau. Đấy, lúc nào mà xử lắp thì lúc nào mà xử đem cần cái này thì đem cái này để đây. Đấy, xong là vặn cái ốc vào. Ốc thì vừa rồi xử cầm hết rồi đúng không? Vâng. À đây, ốc thì xử cầm hết ở đây rồi cô bác đây. Bây giờ cứ để đâu đó tầm là 20-30 phút á, thì anh em mình đổ sâu nhé. Vâng. Anh sẽ lắp cái này vào đi đây, cái chốt này này. Không phải là cái này à? À đúng rồi, cái kia không cần đâu. Cái này thì vẫn cần cái chốt đấy, nhưng mà cái chốt kia vừa rồi thì không biết là để đâu. Chắc là để hết cái này rồi. À, đây này, đây này. Cái này xử đây này. Đây. Đây, một cái máy cày như này thì sẽ giúp là công việc đồng áng của em xử và làm mà nó sẽ nhanh hơn cô bác ạ. Và thứ hai thì có thể là nếu mà nhà nào mà mình khoán phần là ruộng nương của người ta cho mình cày thì là mình có thể là dùng cái máy cày mà đi cày được. Vâng. Giờ thử bỏ cái này ra nhé, xong là cái này thì mình lắp. Cái này là cái lưới cày của nó ấy. Vâng. Anh cái này là thít chặt rồi. Cái dây này thì càng kéo thì nó sẽ càng chặt, mình phải mở cái này ra đây. Còn nếu mà không có mở được thì mình phải dùng dao cắt. Đây là dây rút đây, đúng không? Vâng. Lai mấy cây từ dưới kia lên thì có khó không? Khó ấy. Khó à? Chạm vào chân đấy. À, chạm vào chân mà không được. Sửa đổi ra đi. Bây giờ thì mới lắp được tới cái lưới cày của nó này. Đồ đạc của nó thì rất là trong tí này hết rồi. Ốc cũng rồi. Hai anh em lắp cái đống ốc này xong thì chắc là đây có cả giấy bảo hành và giấy hướng dẫn đầy đủ hết cô bác. Đây ốc của nó đây. Cái này thì phải có là vặn mỏi tay luôn đấy sửa. Vâng. Riêng nếu mà để vào phần lắp chỗ này thì hiện tại là cháu được đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11.
22 cái thì ốc này. Lắp cái lắp như nào mà nó để mà nó cứ cuốc cuốc được xuống ấy. Đây nhìn này thôi nhỉ. Ồ. Đây có cái bảng hướng dẫn của nó lắp này, để đây. Xem mà cái bảng hướng dẫn của nó lắp này. Một tí ra lắp xong thì đi xuống cái test thử luôn nhá. Vâng. À không, cái này là cái hướng dẫn cái mà máy nổ thôi, còn cái này thì cái này thì là mình đây. Đây là cũng là hướng dẫn là sách cái nổ của nó thôi. Này thì bây giờ phải xem đấy. Đấy, sau một cái thời gian lắp ghép thì hiện tại anh em đã lắp xong cái này là lưới cày của nó của bác ạ. Em Hải thì cũng vừa mới đi học về luôn. Sau hôm nay Hải đi màu áo giống màu của mấy cây đấy nhỉ? Vâng. Dạ. Vâng. Hải về đến nhà thì thấy là nhà mình có thêm cái gì ấy? Thêm máy cày. Thêm máy cày à? Vâng. Cái này thì anh cho sửa mượn thôi đấy. Vâng. Không phải đấy, của hai anh em Hải sửa đấy. Vâng. Anh nói trêu đấy. Vâng. Vâng. Ôi, đang suy nghĩ gì à? Cái này không được à? Đây này. Đây này. Cho đinh vào đi. Cái này lát xay rồi. À cái kia cho một cái lệch rồi nhỉ? Cái lát xay. Từ từ. Đào lại chiếm xem nào. Đào lại xem nào. Cái này không phải đâu. Xem nào, có một cái nào sai không? Không sai đâu, cái này sai đấy. Thế chắc là cái... Thế là chắc cái bên này rồi. Cái này sai đây. Đâu? Ngửa. Đây, cái này sẽ hết rồi. Đây. Đâu? Sẽ hết rồi. Sau bây giờ sai thì mới sai mới cái này thôi. Sai cái này. Đúng cái rồi. Rồi, sai cái này thôi. Đấy, thế là cái sai kia. Cái này là... Đúng rồi. Thế đổi ra kia một cái nào. Cái kia là cái úp với cái ngửa. Cái này sai hết đấy. Đây này. Cái kia là cái úp với cái ngửa. Đấy, nó đào ở đây. Cái này là cái sai này. Đúng rồi. Đây, cái này là cái sai của nó này. Lấy cái kia về mới đúng. Cái vừa rồi đâu ấy? Đấy, sửa lấy cái này đi xem nào. Đấy, bây giờ mới đứng trước nhỉ? Sai có một chút thôi là không hiểu lắp nhầm ấy là nó không cái bên kia thì nó cũng sai mất luôn. Thế hôm qua tối hôm qua Hải ở nhà với ông một mình thì có sợ không? Không sợ, không sợ à? Thế hôm qua có biết là anh xử đi đâu không đấy? Có à? Trước khi đi thì anh xử cũng đều bảo với lại thứ nhất là với ông, thứ hai là với em Hải rồi. Ba cái này cuốc xuống, đúng chưa? Cuốc xuống, xong rồi cái này lại lên, xong rồi lại cuốc xuống.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, bây giờ thì sử thử nổ lên xem là nó lên chưa. Đấy, khoảng thời gian mà để vừa rồi thì chắc là nhất với lại dầu nó cũng thấm xuống hết rồi. Ga lên nhá. Đấy, ga lên một tí là được rồi, mình nổ ấy. Đi mò chưa? Đi mò đúng không? Ga lên tí nữa. Thế nào? Rồi. Được chưa? Hải lấy cây đi. Có cây nào? Cây nhỏ nhỏ nào? Cây nhỏ nhỏ nào ấy? Để thôi được không? Đấy. Đấy, khi mà đi cày thì dùng cái này để vào đấy. Để đi. Hả? À, không cần đâu, không cần đâu. Lấy đinh đi, một tí nữa mình như bằng kia mình lên gắn được. Được. Để đâu chết đi Hải. Hả? À, không có được đâu, lấy cây lên đi. Lấy cây nó. Bây giờ thì cho em thử đi bừa dưới kia một chút cô bác nhá. Còn là lưới cày thì là mấy anh em chưa cầm đi. Được chưa? Cho Hải cầm đi à? Để anh cầm đi đâu nha. Rồi đi nào. Đi được nha. Lần sau Hải đi là Hải cầm mỗi cây này Hải ạ. Gót nhọn nhá. Cho nó ga vừa thôi. Cho nó ga nhỏ nhỏ thôi sửa ạ. Xong là vừa đi vừa bóp phanh. Đi số 1 thôi. Đi số 1 thôi Sử ơi. Đi số 1 nhá, số 1 thôi. Đi số 1 cho nó chậm lại. Rồi đi số 1 vừa đi vừa phanh. Đấy, có vẻ như là em Sử vừa mới sử dụng các bác ạ, cho nên là hơi bớ ngớ một chút. Đấy, chỉ độ tầm là 2 hôm thì em sẽ quen hết. Ôi từ từ Hải ơi, đi cầm cái thanh bừa kia nó này. Cái kia kìa. Cái thanh lưới cày của nó ấy. Hải đi cầm đi. Đi vào đây đi. Để anh cái thanh này đen nha, từ từ nha, để anh chỉ Hải cho. Đi vào kia lấy cái Hải. Thanh kia Hải ơi. Kia kìa. Đấy. Đúng rồi, lấy một nguyên luôn, cái thanh to thôi, cái thanh nặng thế thôi, thanh nhỏ thôi, đúng rồi. Đấy, nếu mà em khoảng thời gian nữa em xử mà thuần thục với cô bác này thì sẽ dùng cái máy cày nó điêu luyện hơn, điêu luyện như kiểu là em Quân với lại em Cường đi máy cày đấy. Được chưa?
Sử thì có vẻ như đi rất là nhanh các bác ạ. Đây. Đi xuống được không? Hả? À? Đây là phải lấy dây kéo đấy. Ở kia không có đường rồi nhỉ? Kia có đường xuống à? Ờ đấy, đi. Đấy, đi đường nào có đường ấy. Cái này à, Hải cầm đi xuống để dưới kia nhá. Đấy, cái thanh to kia cho anh. Đấy. Đấy, lên dốc nó chậm quá thì ga đi. Phải cua chứ. Con này thì ví như là con trâu sắt luôn của bác ạ. Đấy, bây giờ thì hai anh em đi làm thì em Hải có thể là đi phụ anh Sử là cầm cái bừa với lại cả cái lưới cày đi để cho anh Sử thay cô bác ạ. Mất em à dì? Mất em à? Đấy, ông với lại các con của chú thì ở trên kia để mà xem cô bác. Có vẻ như là nghe tiếng khá là to nào để anh đánh hội không? Tháo đi, tháo được chưa? Cái này thì lần sau đi thì không cần phải là dùng đâu, Sử ạ. Mình cho nguyên cái đinh vào thôi. Đầu này thì rất là khỏe rồi cô bác ạ. Được không? Bên này nhỉ? Này, không phải. Thế đi được không? Rồi, cái này đều tư quân đây, cái chốt kia đều tư quân. Cái chốt kia đều tư quân. Tại vì là anh em mình làm cái này là nó là không phải là bùn đấy. Tháo chốt lên ra đó. Đấy, đi rồi. Chốt này tháo xong là một là để ở tư quân, hai là để ở trong một cái túi nào đó để đi theo. Đấy, Hải thì đi thì chịu trách nhiệm là cầm theo cái này Hải nhá. Đây này, cái chốt này này. Đấy, anh nhấc lên bây giờ Hải hộ anh đi. Hộ anh là cho vào. Đấy, tháo này ra. Đấy. Nhấc lên ạ, tháo bánh ra, rồi cho vào. Cái này thì nó cái bánh xe này của bác này, nó là cái lốp đặc, nó không sợ là bị thủng xăm đâu. Đấy, vào số mo xong rồi nổ lên. Biết là tiến biết lùi hết rồi đúng không Sử? Đang là số rồi, giật cho nó đúng giữa đi. Cái này là đúng ở giữa, đấy. Đấy. Được rồi, sửa cái này cứ nó ở giữa. Đi trước là số 1 đúng không? Và sau số 2 đúng không? Đấy, khi mà thuần thục thì nó sẽ điều khiển rất là dễ dàng đúng không? Từ nha, từ nha, từ nha. Cắm sâu xuống. Đấy. Cắm nó sâu xuống. Cắm nó sâu xuống này, cắm sâu xuống này. Đúng rồi đấy. Ga nó mạnh lên. Đấy. Mày rất là bụi đấy các bác ạ. Ga mạnh chưa? Cho số 1 cho nó khỏe đi. Sử đi là phải lắc một tí nhá. Đấy đấy, lắc một tí này. Ở đây thì chỉ cho Sử là cho em mới làm một chút thôi. Vâng ạ. Ga mạnh lên. Có vẻ như là máy mới thì thành ra là bây giờ nó đang dầu nhất xuống đấy các bác. Không đi được à?
đang xem em Sử là biểu diễn máy cày một chút đó cô bác ạ. Thầy cũng vừa ghi nhận cho tất cả các bác cùng xem luôn. Đó là tấm lòng vàng của bán Phạm gửi tới cho em Sử thì phải nói là trong cái khoảng thời gian mà cháu Lực ghi hình em Sử thì được bán Phạm giúp đỡ rất là nhiều cô bác ạ. Đấy, phần quà rất là ý nghĩa gửi tới cho em Sử cũng như là ba ông cháu. Hải có biết ai mua cho không? Không biết rồi ạ. Không biết rồi ạ. Vâng. Một tí nữa về thì anh nói cho Hải biết nhá. Vâng ạ. Đây bây giờ có cả ông nữa này, cô bác này. Ấy ơi, thằng này còn uống nước gì đây? Uống nước gì đây? Hả? À? Con là chú ấy cô bác. Cô bác lên bỏ đi vai thừa nó dê nó. Thứ dầu mà tôi xử thứ tương lễ nào chứ à? Cả lên đi nâu rút thứ gờ nào. Ai một chút chiều. Em nói với lại ông là hiện tại thì em Sử là vẫn chưa có biết bừa máy đâu các bác. Ăn mấy cây này lên bà An Phạm tư dê ta y sử. Hay hóc na. Hãy nói với lại ông là cái máy cày này là bà An Phạm là bà gửi cho ba ông cháu để mà làm mà ruộng. Đây có mỗi nhà Sử là có máy cày cho nên là tất cả mọi người là ra xem hết cô bác ạ. Có ổn không đấy Sử? Có ổn không? Bánh tô phải thêm đá. Thế là cũng gần tối rồi nhỉ. Thế hôm nay chỉ tập đến đây thôi. Tí lấy để ở nhà cũ nhà mới ấy. Nhà nào cũng được à? Thôi tí lấy để nhà cũ cho nó gần hơn này. Nhà mới thì lại xa hơn. Ngày mai thì lại tiếp tục là Sử làm. Đấy, đổ dầu vào xong là làm thôi. Cứ đi thôi. Đi một thời gian thì quen. Cái này hình như là làm ngược hay sao nhỉ? Đấy. Đi là thấy là nó không đảo dưới. Cái 173 này thì có liệu có phù hợp ở trên mình không anh? Có mà, cái đấy. Mình cũng dùng cái liệu đấy, cái loại này thôi. Anh cũng dùng loại này đúng không? Vâng. Nếu mà trong quá trình mà máy móc này làm sao thì anh sử dụng quen ấy thì là anh chỉ dạy với Sử thôi nhá. Cái máy này thì máy cày thì để mà sửa thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Cái cày ấy. Tại vì ở trong nó thì cái cấu tạo của nó ấy thì không có được phức tạp lắm đâu cô bác ạ. Thợ bây giờ sửa máy cày thì rất là nhiều. Để mà làm ruộng như này thì có nước mọi cái cô bác thì không thể tránh khỏi được. Đôi lúc nó sẽ bị như kiểu nổ là không lên hay là tắc xăng một chút. Nếu mà mua loại nào xăng thì chắc là không đi không nổi đâu bác nhở. Nào xăng ấy. Bà con hầu như là trên vùng cao thì ai cũng sử dụng là máy cày là bằng dầu của bác chứ không là bằng xăng. Tại vì bằng xăng thì nó rất là tốn kém. Cái tấm bì ở trên này thì nếu mà lúc nào mà có cái làm ruộng nhỉ, làm cái ruộng nước ấy thì để vào nó không bắn mấy nhỉ. Nhưng mà chả cấn cấn được mà. Nhưng mà em thấy là hầu như là ai cũng tháo cái đấy ra hết. Đúng rồi, em tháo hết mà. Tao đổ có tên sao mà. Gạm mà. Đấy, đổ có tất xí. Tháo kia ra không anh? Anh Sử dùng cái lưới bay bay, cái lưới này về đi Sử. Có những người mà sử dụng là thành thạo hơn thì nó sẽ... Tháo này ra đi nhờ, không được cung lên à? Những người mà sử dụng lâu năm thì nó sẽ
kỹ thuật hơn nhiều các bác. Máy cày số 1 với số 2 là số nào nó khỏe hơn anh? Số 1 nó khỏe hơn nhưng mà số 1 nó đi chậm. Số 1 nó khỏe hơn đúng không? À như kiểu số xe máy của mình đúng không? Đúng rồi, như kiểu xe máy thôi. Vâng. Như kiểu có những lúc mà đang đi số ấy, Sử bảo là đang đi số này nhá, là bóp phanh là nó khoan đâu. Là phải dùng côn thôi. Đúng rồi, dùng côn thôi. Đấy. Phanh thì chỉ có số 1 thôi. Hay như đồng ruộng ở nhà Sử này thì nếu mà để làm các bác này, để Sử mà thành thục rồi thì giải quyết trong độ tầm là 2 đến 3 tiếng. Thì bây giờ cái dẫn này mới biết này. À đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ lắc vào bờ cái này. Vâng. Có nước đấy. Cái nào có lời. Cái này là bừa được đấy. Nước bừa được cái này. Anh, nhưng mà nếu mà bây giờ chỗ này bừa là mua vì là thả. Thôi. Là hợp. Ôi dầu vừa rồi quên ở chỗ chỗ của anh rồi. Dầu ấy, thấy nãy đi mua thì người ta bảo là mình bừa 17 tiếng, là có nghĩa là mình làm 17 tiếng rồi thì thay dầu luôn. Đúng rồi. Xả dầu xuống thì cái đợt 1 thì mình sẽ gọi là coi như là đợt đấy là mình không tiếc máy thì nó sẽ biến máy hơn. Coi như kiểu xe máy của mình khi mà mới mua về tầm 1 tháng là thay nhất thì nó sẽ được biến lâu hơn cô bác ạ. Người ta bảo là cổ biến là tại người mà. Bây giờ thì cho em Sử là cất đã, rồi thì một tí nữa sẽ lên nhà và nói chuyện với lại em Sử với em Hải. Thêm một chút nữa thì cho Lực cũng sẽ di chuyển đi về các bác. Hiện tại thì bây giờ cũng khá là tối rồi. Em Sử là máy mới, em ấy không để ở dưới nhà cũ đâu các bác, mà là lấy lên trên nhà mới luôn. Máy thì nó cũng tương đối là nhẹ thôi và nó rất là khỏe, cho nên là để mà di chuyển leo lên những cái bậc cầu thang thì nó cũng rất là đơn giản thôi các bác. Thì sẽ là chịu trách nhiệm là cầm cái phay này các bác này. Cái phay này thì nó cũng rời tầm độ một cái là tầm độ 2-3 cân thôi. Đấy, có phải thế. Đâu. Vì là em Sử vừa mới điều khiển cho nên là em ấy chưa biết cách mà để mà nó lụa được các bác. Ví dụ như kiểu em Sử đi xe thời gian đầu nó lực tập cho em Sử đi thì em ấy cảm giác như đi nó đi khó ấy. Bây giờ thì em ấy sau một thời gian thì em ấy đi nhanh rồi. Ga lên đấy. Mệt không? Có ấy. Có à? Nhưng mà mệt thì thấy thế nào? Thấy vui ạ. Thấy vui à? Có thích không? Có à? Liệu tối nay ngủ thì có nằm mơ đi mấy cây không đấy? Không biết ạ. Không biết à? Bây giờ thì hiện tại là gió đang rất là lớn các bác. Có thể là tối nay là trời mưa khá là to, cho nên là Sử cất cho nó gọn một chút nhá. Đấy, máy thì hiện tại là mình vẫn còn là khá là mới cho nên là nó cũng không có bẩn gì đâu. Đấy, ở kia thì còn một tấm pro thì tối nay có thể là lấy tấm pro đấy phủ lên trên này. Lúc nào mà đi làm ấy thì là bảo em Sử, bảo em Hải là em ấy đi cùng nhá. Qua đây xem nào Hải. Có mệt không? Có ạ. Có mệt à? Vâng.
Hai anh em thì lúc nào mà Hải ở nhà đấy thì là cùng anh Sử đi làm. Hôm nay thì hôm nay lên thì có một cái can dầu ở dưới nhà anh nữa. Thì là nếu mà hôm tí nữa hay là mai Sử xuống thì Sử cầm can dầu đấy lên nhá. Đợt đầu này thì là xả hết dầu đi. Đấy, đợt sau thì mình không có lấy đợt sau thì lâu lâu mình mới thay một lần thôi. Đấy, đợt đầu thì mình chịu khó là mình xả mất đi và lấy cái nhất mới của nó. Đấy, cũng như xe cộ vậy, cũng như xe máy thôi. Lúc mà em vừa mới mua ấy thì là thay nhất liên tục ấy. Đấy, máy móc anh như thế nào thì là bảo với anh rồi thì hai anh em mình lại đi xuống dưới cho người ta mà bảo dưỡng lại nhá. Đấy, hôm nay thì cũng rất là vui mừng của bác ạ. Lấy máy về đến nhà của em Sử với em Hải thì không có trục trặc gì xảy ra cả. Cũng đem đi xuống dưới ruộng test một chút rồi và vẫn không có vấn đề gì cả cô bác ạ. Đấy, máy thì người ta cũng là một cái cửa hàng rất là lớn và rất là uy tín, cho nên là khi mà mua về người ta cũng có giấy bảo hành tất cả mọi cái. Đấy, phần quà này là phần quà của bán Phạm là gửi tới cho các em nhá. Vâng. Đấy, người ta máy này thì là máy không phải là của Honda. Đấy, Honda thì là người ta bảo là không có, cho nên là mua cái máy của Việt Nam. Đấy, thì máy này thì nó sẽ đa dụng đồ nghề hơn, lúc nào mà nó có vấn đề gì xảy ra thì là mình có đồ để mà mình sửa chữa nhá. Đấy. Hải bán Phạm mua cho máy này thì có thấy là vui mừng không khi mà bây giờ không cần dùng đến trâu để mà cày nữa? Có ạ. Có à? Vâng. Hải có một lời nào nhắn nhủ gửi tới cho bà An Phạm không? Có ạ. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi phần quà rất to lớn cho ba ông cháu. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Rồi. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Thì chắc là cháu được cầu xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác. Hôm nay thì rất là vui mừng nhận cái phần quà của bán Phạm đem tới cho các em. Thì nhìn thấy các em rất là thích. Thì không biết là bán Phạm theo dõi được những thước phim này thì cái cảm xúc của bà như thế nào. Đấy, nhưng mà cũng phải nói là cái niềm vui mà bán Phạm gửi tới cho ba ông cháu thì rất là to lớn cô bác ạ. Sử thì gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Bà mua máy cho mình thì mình nói là cảm ơn như thế nào? Có thí dụ như anh bây giờ anh lấy cái gì đó cho em thì em nói với anh là như nào? Hả? Vui quá à? Vui quá không nói được à? Đấy, đây, Sử thì có vẻ như đấy, cái phần quà này là của bán Phạm gửi tặng tới cho các em thì là làm sao mà giúp cho Sử đi ra ruộng ra nương thì có thể là nó nhanh hơn nhá. Có thể là trong thời gian qua thì em Sử đi làm ruộng ấy thì mất độ tầm là một tuần mới hết. Thế nhưng mà bây giờ thì độ tầm là một ngày thì em cũng đã làm hết rồi. Nếu mà máy móc không có chuyện gì xảy ra. Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài với các bác ạ. Đấy, một lần nữa thì cho cháu Lực xin được cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và tất cả các bác đã luôn luôn quan tâm tới hoàn cảnh của ba ông cháu. Sau khi mà ba ông cháu hoàn thiện xong ngôi nhà rồi, bàn giao nhà xong mọi cái rồi, nhưng mà vẫn nhận được những cái phần quà của các bác rất là to lớn tới cho ba ông cháu. Cũng thay mặt ba ông cháu xin gửi một lời cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị và tất cả các bác đã luôn luôn ủng hộ cháu Lực và theo dõi những cái thước phim mà cháu Lực đi chia sẻ, những hoàn cảnh mà cháu Lực đi giúp đỡ các bác. Có lẽ là bây giờ cháu Lực cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Mm-hmm.